Chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc bơm lốp Michelin và trên tay mình đang cầm đây. Và bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra và mình giới thiệu qua những cái tính năng của nó và xem nó bơm lốp và vận hành như nào nhé. Bơm gói rất là cẩn thận. Trong đây sẽ có một chiếc cầu chì để thay thế và hai cái hướng dẫn. Hướng dẫn bằng tiếng Anh là hướng dẫn bằng tiếng Việt. Đây là chiếc bơm lốp Michelin. Michelin thì nó thiết kế rất là gọn gàng và bên hốc này nó sẽ thiết kế lõm một chút để mình nhét cái cuộn dây điện của nó vào đây. Và bên này sẽ là đầu bơm. Trên đây sẽ là có một cái nút để nút khởi động của nó này. Nút vàng sẽ là khởi động mà để bơm. Tăng giảm này sẽ đặt cái mức cân để mình muốn bơm. Còn cái nút vàng này sẽ là chọn chế độ này. Ví dụ ở mình hay chọn cái chế độ cân là BAG này, thì thường cân mình sẽ đặt bao nhiêu thì tùy mức. Đó, đây là sẽ chọn cái thông số cân nhé. Cái dòng chữ nhỏ bên cạnh nó sẽ chạy này, PSI và BAG và KPA. Còn đây sẽ có một cái đèn nhỏ nút bên cạnh này, sẽ có là một chiếc đèn nhỏ để hỗ trợ khi tối bật sẽ bật lên này. Còn ngoài ra thì nó sẽ có cái tẩu khác để cắm thêm phụ kiện, hoặc là mình có dùng cái gì mình bí quá thì mình cắm ở đây mình dùng vậy, cổng sạc điện thoại. Rồi bây giờ mình sẽ bơm thử để xem cái bơm này nó có khỏe hay không và nó hoạt động như nào nhé. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xì cái hơi ở cái lốp này đi rồi mình bơm lại. Bắt đầu mình thử nhé, bắt đầu thử xem. Hiện tại nó đang là 2,3 cân. Mình bắt đầu mình xì đi này. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ cân cho nó và mình hẹn mức cân và bắt đầu mình bơm chiếc lốp này. Lốp này hiện tại mình đã xì hết sạch lốp, hết sạch hơi rồi. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ là BAR nhé. BAR. Rồi ok. Bây giờ mình hẹn cho nó là 2,3 cân, bởi vì lúc nãy mình đã đo là 2,3 cân rồi. 2,3 cân này. Rồi, bắt đầu mình bơm, tiến hành mình bơm cho nó. Thì lúc nào mà đủ 2,3 cân nó sẽ tự động nó sẽ ngắt. Và mình xem nó bơm có khỏe không hoặc là có nhanh không nhé. Mình vừa bơm xong chiếc lốp ô tô và mình để đúng 2,3 cân và đến 2,3 cân nó tự động nó sẽ dừng bơm lại. Và bây giờ mình sẽ qua mình bơm bóng và bơm xe đạp xem là cái tính năng của nó chạy có ok không. Đây là một quả bóng mà mình đã xì hết sạch hơi của nó đi và bây giờ mình sẽ bơm lại. Đó. Bây giờ sẽ tiến hành bơm. Một quả bóng bơm trong vòng khoảng 15-20 giây chưa đến. Và bây giờ với chiếc xe đạp này mình cũng sẽ làm tương tự. Mình sẽ tháo hơi nó ra. Đây, hiện trạng của chiếc lốp này. Đây. Đó, hiện trạng của chiếc lốp đẹp, xẹp lép luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình bơm cho nó. Đó, bây giờ căng đét luôn. Bơm xe đạp thì chắc là tính đến thời gian bằng giây, chắc được khoảng 5 giây. 5 giây là bơm được một cái lốp xe đạp. Mọi người nếu có nhu cầu mua chiếc bơm lốp Michelin này có thể liên hệ trực tiếp tới Bảo Hà Auto qua website bảohà.vn hoặc để lại số điện thoại ở công bình bên dưới, hoặc liên hệ trực tiếp tới số 0986 185588 của Bảo Hà để các tư vấn viên có thể tư vấn cho các bạn.